Năng lượng sáng thế là động lực ban đầu hình thành nên thế giới ban sơ. Chu kỳ bạo phát 5 tỷ năm. Lần trước bạo phát đã sáng tạo trái đất. Lần bạo phát này e rằng sẽ hủy diệt trái đất. Bạo phong, quả thần. Thỉnh cầu lần này chúng ta nhận được không giống như trước kia. Vì để tránh người đời sợ hãi, hành động lần này phải giữ bí mật cấp độ cao. Người phụ trách an toàn của trái đất bí mật mời chúng ta đi vào căn cứ địa dưới đất mà người đời không biết. Mục đích là để tôi dùng siêu năng lực của tôi, để năng lượng sáng thế biến thành tinh thể, ngăn cản nó bạo phát hủy diệt trái đất. Nhiệm vụ của hai người chính là ngăn cản bất kỳ ai đi vào căn cứ địa, bảo đảm tinh thạch sáng thế an toàn biến đổi. Dân ạ. Ma Nhan, nhiệm vụ lần này vô cùng vất vả. Tôi cũng phải mượn sức mạnh của cậu. Cảnh báo. Cục An ninh Thế giới mở cuộc họp an toàn khẩn cấp toàn cầu lần này là vì trạm giám sát không gian đã gửi đến cảnh báo, nói là phát hiện trên trái đất có 5 vùng xuất hiện biến động năng lượng phạm vi lớn. Bây giờ, những người bên ngoài đều đang hoang mang, đều đang thảo luận có phải ngày tận thế sắp đến rồi hay không. Phải biết hiện tại, trái đất đang ở thời kỳ ổn định, đã rất lâu rồi không hề xuất hiện bạo phát núi lửa, phun trào hay là vận động, động đất kịch liệt. Càng đừng nói đến chuyện 5 vùng trên trái đất cùng đồng thời xuất hiện dao động năng lượng quy mô lớn. Dân chúng thậm chí còn oán trách Cục An ninh Thế giới chúng ta phụ trách bảo vệ an toàn toàn cầu mà không làm việc gì, chỉ biết lãng phí tiền của dân chúng thôi. Nói bậy. Cục An ninh Thế giới mấy năm nay đã càn quét bao nhiêu căn cứ địa khủng bố, chẳng lẽ đến thiên tai cũng đổ lên đầu chúng ta hay sao? Quá trình tinh quá năng lượng sáng thế rất là phức tạp. Những thứ cần chuẩn bị mà chúng ta thu thập toàn cầu thêm vào siêu năng lực của anh, e rằng cũng chỉ có một cơ hội để thử thôi. Chuyện đã hứa thì nhất định phải làm được. Bắt đầu đi nào. Dân. Năng lượng của siêu nhân điện quang đang hạ xuống, đã vượt qua giới hạn an toàn rồi. Năng lượng của tinh thạch sáng thế hiện đang hiển thị các trị số sắp bạo phát. Chúng ta dừng lại đi, bằng không anh sẽ mất hết toàn bộ năng lượng, thậm chí còn vì kiệt sức mà phải chết. Không, chuyện tôi đã hứa, thề chết cũng phải hoàn thành. Trợ lý nghiên cứu Cục An ninh Tiểu Tuyết, tiến sĩ Chay lại xuất hiện năng lượng kỳ dị, khống chế dao động năng lượng các nơi toàn cầu. Loại năng lượng này đã vượt qua tầm hiểu biết của khoa học tự nhiên rồi. Nhà khoa học hàng đầu Cục An ninh tiến sĩ Chay. Tiểu Tuyết à, mau xác định đi. Sếp 2T, anh có cách nhìn thế nào về vận động đại chấn bất thường này hay không hả? Tôi cảm thấy không có hay rồi, tiến sĩ Chay à. Ông không biết là chúng tôi đang mở cuộc họp hay sao hả? Người ngoài không được tham gia đâu. Người ngoài? Tôi là nhà khoa học đứng đầu Cục An ninh Thế giới đó. Cuối cùng cũng thành công rồi. Nhưng mà anh cũng đã mất đi toàn bộ siêu năng lực rồi. Khoảng thời gian để tinh thạch sáng thế hoàn toàn ổn định còn 3 giờ nữa. Trong lúc đó tuyệt đối không được để bất kỳ ai xông vào căn cứ địa. Mọi người xem báo cáo phân tích dưới đây. Trong mấy ngày vừa qua, nhiều nơi trên toàn cầu đồng loạt xuất hiện dao động mạnh mẽ. Nguyên nhân xảy ra nó đều là gì? Vật chất siêu năng lực của trung tâm trái đất. Tuy vật chất này là gì, tạm thời chúng ta vẫn chưa có cách nào biết được, nhưng có thể đoán được đây là một loại vật chất có mức năng lượng rất là lớn, có thể lật tung trời đất. Nhưng mà lúc này, tốc độ giải phóng của năng lượng vật chất này đột nhiên quay về số 0, kết thành một loại tinh thể. Thông qua phân tích, chúng tôi đã loại trừ đây là hiện tượng tự nhiên. Không phải là hiện tượng tự nhiên, chẳng lẽ do con người làm? Hoàn toàn chính xác. Nhưng càng khiến người ta không hiểu nổi là đến cả căn cứ của Cục An ninh Thế giới chúng ta cũng không hề có năng lực vật chất mạnh đến có thể làm như vậy. Rốt cuộc là thiết bị và năng lực thế nào đây? Xin ông đừng bị chuyện nữa. Lực lượng vũ trang có thể tồn tại mà qua mặt được sự giám sát nghiêm mật của Cục An ninh Thế giới chúng ta là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ ông muốn nói đây là một kiểu siêu năng lực? Kết luận và khẩu âm của ông đều buồn cười như nhau thôi. Ông đang kỳ thị tôi sao? Mọi người đừng có cãi nhau nữa. Bất cứ uy hiếp nào đến trái đất, chúng ta đều không thể nào bỏ qua dễ dàng. Bởi vì đây là chức trách của Cục An ninh Thế giới chúng ta. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải tìm hiểu sự thật phía sau dao động năng lượng này. Tốt quá rồi, tôi tán thành. Nhưng nếu muốn điều tra chuyện này, cần phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Dự đoán tài vụ trước mắt của chúng ta căn bản không đủ. Hơn nữa, chỉ dựa vào chứng cứ trước mắt thì cũng không đủ điều kiện thuyết phục chính phủ các nước để điều động đại đội đến điều tra đâu. Người thì không cần quá nhiều đâu. Quan trọng là chất lượng. Càn Thiết Phi Long là đội bảo vệ an toàn trái đất. Họ thích hợp với nhiệm vụ này nhất. Thật sự vất vả rồi, anh cảnh sát à. Có muốn chơi xe điện đụng hay không đây? Gọi tổng bộ. Trên xe có mang một chất hóa học quan trọng. Không biết là ai đã để lộ tin mà xe đã bị cướp giữa đường. Chất ấy vô cùng nguy hiểm, chúng ta cần gọi Càn Thiết Phi Long hỗ trợ. Đội viên Càn Thiết Phi Long Maggie. Anh cảnh sát à, chơi có vui không hả? Hình như có một nữ cảnh sát đuổi theo rồi kìa. Hấp dẫn quá. Vậy thì phải chào hỏi cho tử tế vào nào. Xem ra cô nàng này là ớt cay đó nha. Vậy thì ép thành tương ớt đi nào. Vậy đội viên Càn Thiết Phi Long Thiết Quyền, mọi người cùng xông lên đi nào. Đứng yên. Trừ phi đầu của mày cũng làm bằng sắt. Tham Lam à, tài liệu nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đều ở trong này. Đã hiểu. Đội viên Càn Thiết Phi Long Tham Lam. Tiểu Tinh à, lộ trình tiếp theo tiếp cận mục tiêu. Tiểu Tinh à, nhanh vậy sao? Để tôi xem thử. Tham Lam à, cứ 12 giờ của anh có 5 người canh gác. Đừng có đánh động họ đó. Đã hiểu. Tiểu Tinh à, mở cửa ra đi nào. Đây là thiết bị giám sát nhiệt hồng ngoại. Lại là những thứ vừa đắt vừa vô ích. Chuẩn bị xong chưa? Lên đi. Đây là các bảo hiểm mật mã 64 khả năng. Cậu chỉ được 3 lần cơ hội thôi. Một lần là đủ rồi. Không ai có thể trộm được đồ ở chỗ của tôi. Tôi thấy là chưa chắc đâu. Vậy sao? Tham Lam à, xong về hướng 3 giờ của anh đi nào. Chơi trò nhảy lầu đi. Bắt hắn. Tham Lam. Đã hiểu. Không thành công dễ vậy đâu. Phòng thí nghiệm gen 12 năm trước. Rốt cuộc cô là ai? Anh rất là muốn biết hay sao? Tham Lam, đừng mất tập trung, mau lên xe đi. Để đâu hả? Bị cướp lại rồi. Bị cô gái kia cướp lại hay sao? Anh quen cô ta hả? Hình như là quen. Mà cũng là hình như không. Nhưng cô ấy làm thức tỉnh ký ức tế bào phôi thai của tôi. Chẳng phải cùng gen mới có thể có ký ức tế bào phôi thai hay sao? Nghe cho rõ đây. Nhất định phải lấy lại hàng cho tôi. Nhóc con à, lại dám đến thành băng tuyết của bọn này trộm hàng. To gan thật đó. Cậu tên là gì hả? Trả túi cho bọn này thì sẽ tha mạng cho cậu. Anh nói xem. Quỷ được chiếc túi này thì bằng với lại quỷ bao nhiêu quả bơm đây. Muốn chết mà, đừng có manh động chứ. Càng đừng lấy mạng mình ra đùa. Cậu ta chết rồi sao? Mọi người thích chơi trượt tuyết sao? Chú ý phía sau các người. Manh động có thể đem đến thu hoạch bất ngờ cho người khác đó. Tôi đã đi vào thành băng tuyết, điều tra tập đoàn ma túy lớn nhất ở đó. Họ đang bí mật cung cấp nguyên liệu cho một tổ chức thần bí. Ở gần thành sa mạc, tôi thu được một số nguyên liệu hạt nhân. Tôi và Tham Lam phụ trách xâm nhập trung tâm tổ chức dân số. Chỉ là... đồ vật bị người ta cướp rồi, là trách nhiệm của tôi. Tin tôi đi, nhất định sẽ cướp nó về. Bị cướp sao? Là ai vậy? Không rõ nữa. Maggie, cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Dựa vào trực giác của tôi, bọn họ che giấu kỹ lưỡng như vậy, nhất định là có một âm mưu lớn hơn. Những chuyện nhìn có vẻ không liên quan đến nhau trên đời này, phía sau đều có thể có những sợi dây liên hệ với nhau. Tôi nói nè sếp à, trước giờ chưa từng có nhiệm vụ nào cần đến 5 người chúng tôi đồng thời ra tay cả. Nhiệm vụ lần này rất là quan trọng sao? Vốn dĩ đúng là có một nhiệm vụ rất quan trọng cần đội Phi Long hoàn thành, nhưng bây giờ tôi đã do dự rồi. Vì sao vậy? Quẻ này trông như một quan tài, hai đầu đều bị đóng chặt. Lần hành động này của mọi người có thể sẽ có người hy sinh đó. Tôi lại thấy nó giống như là một cây cầu, hai đầu là đầu cầu, ở giữa là thân cầu. Nhưng mà cây cầu này cậu không có đi qua được, sẽ ngã chết ở giữa cầu. Ý của sếp là không thành công thì cũng thành nhân hay sao? Nhưng mà những nhiệm vụ trước kia của Càn Thiết Phi Long chúng ta chẳng phải vẫn luôn là thế sao? Chúng tôi phát hiện dao động năng lượng trên trái đất gần đây có liên quan đến một tổ chức thần bí. Rất nhiều chứng cứ cho thấy người đứng sau phụ trách tổ chức thần bí này rất có khả năng là anh ta, Siêu nhân Điện Quang. Nhưng mà anh ta làm vậy có mục đích gì? Có lẽ là để có được một loại năng lượng có thể đối phó với tinh thể lật tung trời đất. Tuyệt. Tổng trưởng Hai T, anh muốn chúng tôi từ trong tay Siêu nhân Điện Quang đoạt lấy tinh thạch có sức mạnh lật tung trời đất về hay sao hả? Đúng vậy. Tinh thạch này tên là tinh thạch sáng thế, nhưng tôi sẽ không miễn cưỡng các cô cậu nhận nhiệm vụ này đâu. Bất kể nói thế nào, chiến đấu với Siêu nhân Điện Quang, đi tìm tinh thạch sáng thế, nhiệm vụ này lành ít dữ nhiều. Bảo vệ an ninh cho trái đất thì đội Càn Thiết Phi Long chúng tôi không thể không nhận nhiệm vụ này đâu. Chiến đấu với Siêu nhân Điện Quang thật khiến người ta hưng phấn, vô cùng chờ mong. Tốt. Nếu các cô cậu đã đầy ý chí chiến đấu như vậy, vậy tôi cũng sẽ cho các cô cậu một số vũ khí siêu cấp mới được. Từ khi phòng thí nghiệm của Cục An ninh Thế giới chúng ta có được kỹ thuật biến hình kim loại thì có thể tạo ra những loại trang bị áo giáp tuyệt mật. Chỗ lợi hại nhất của những trang bị này chính là tính năng có thể thông qua phần mềm nâng cấp phần cứng, thậm chí có thể thay đổi vẻ ngoài. Đương nhiên, cũng giống như những vũ khí thường thấy của Cục An ninh Thế giới, càng là vũ khí tân tiến lại càng là quan viên cấp cao nhận quyền sử dụng. Áo giáp có thể nâng cao thể lực toàn diện cho người mặc, và cả tốc độ, sức mạnh và sự nhanh nhẹn đều nâng cấp gấp 10 lần. Toàn bộ đều trúng. Tốc độ 160 km. Maggie, 50 m phía trước có chướng ngại. Chuyện nhỏ. Xem tôi đây. Khởi động hệ thống phòng tránh. Khởi động hệ thống nhảy bậc cao. Cự ly 5000 m. Mô phỏng môi trường bắn tỉa phản quang trên nền tuyết. 5000 m. Hơn nữa còn ở trong môi trường băng tuyết lóa mắt thế này. Bởi vì áo giáp sẽ tăng cường năng lực khóa mục tiêu. Tham Lam, bây giờ anh hoàn toàn có thể khống chế được biến hóa đường đạn. Còn có không gian tiến bộ. Lần sau mô phỏng 10000 m thử đi. Được. Thiết Quyền, anh lợi hại quá. Mặc áo giáp này rồi, thật chờ mong đến lúc giao đấu với lại siêu nhân Điện Quang. Được rồi, đừng nói nữa. Tiếp theo đến lượt Tiểu Tinh tôi biểu diễn rồi. Cậu... Các vị khán giả xin chú ý, chuyện bất ngờ còn ở phía trước. Tổng trưởng Y Tê truyền đạt mệnh lệnh. Tinh thạch sáng thế đang ở vùng biển Hawaii, 24 vĩ độ Bắc, 165 độ Kinh Tây. Càn Thiết Phi Long xuất phát. Qua thêm 40 phút nữa, tinh thạch sáng thế sẽ tiến vào trạng thái ổn định. Lần này có thể khiến cho trái đất quá nguy thành an rồi. Tôi hy sinh năng lượng siêu lực của bản thân cũng xem như xứng đáng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, có người có hứng thú với tinh thạch sáng thế. Nhanh vậy mà đã có người đến cướp tinh thạch rồi sao? Tinh thạch sáng thế vô cùng nguy hiểm. Trước khi tinh thạch ổn định, tuyệt đối không thể để ai xông vào căn cứ địa, càng không thể để ai có được nó. Yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho ai tiến vào đây một bước đâu. Vậy giao cho hai người đó, có thể ra tay thì tôi tuyệt đối không nói miệng đâu. Đây là nơi quỷ quái nào vậy? Trong tư liệu toàn cầu của chúng ta không hề tồn tại loại căn cứ địa thế này. Phía trước hình như có dao động năng lượng. Càn Thiết Phi Long, đây là quà gặp mặt tặng cho các người đó. Là bơm. Đội cơ giáp ngăn chặn kẻ đột nhập. Bắn. Tăng cường quả lực. Quả lực của họ mạnh quá. Mọi người chú ý né tránh nha. Các người loại trừ biết trốn ra thì còn biết gì khác không hả? Tiểu Tinh à, khả năng phòng ngự của đội cơ giáp hình như không tồi. Thiết Quyền à, căn bản bắn không thủng được không? Trực giác của tôi cho tôi biết bọn họ không thể không có nhược điểm. Cổ là nhược điểm của chúng đó. Quả nhiên, đến lúc chúng ta đánh trả rồi. Khởi động né tránh công kích. Mở giáp ánh sáng. Hỏng rồi, lực công kích của vũ khí chúng ta không đủ. Mà chóng lấy được quyền thăng cấp trang bị mới được. Đội trưởng à, trốn đằng sau mấy hòn đá cũng vô ích thôi. Cục An ninh Thế giới, tôi là Sĩ Diễm. Nghe rõ trả lời. Thành công, ngăn cản tín hiệu. Họ là ai? Họ mệnh danh là đội Càn Thiết Phi Long, tinh anh của Cục An ninh Thế giới, Tham Lam của đội đó. Là người tôi đã từng chạm trán ở trung tâm dân số. Tuy rằng là lần đầu gặp anh ta, nhưng lại có cảm giác như từng quen biết. Có cơ hội, nhất định phải tìm anh ta hỏi cho rõ. Đừng dây dưa với họ. Nhiệm vụ của chúng ta là mau chóng mang tinh thạch sáng thế rời khỏi trái đất. Một khi tinh quá xong, lập tức cho nổ tầng 1 của cứ địa. Đừng để lại chứng cứ tinh quá nào cả. Yên tâm đi, tôi không tin họ có thể vượt qua được chiến giáp hiện đại của chúng ta đâu. Cô bé à, đừng có tự cho rằng mình mạnh nha. Tôi là Sĩ Diễm, nghe rõ trả lời. Tôi là Tiểu Tuyết, có nghe thấy không hả? Tôi là Sĩ Diễm, nghe rõ trả lời. Tiến sĩ Chay, tín hiệu bên Sĩ Diễm quá yếu. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Cục An ninh Thế giới, tôi là Sĩ Diễm, nghe rõ trả lời. Nghe rõ, mời nói. Chúng tôi đang gặp phải lực lượng công kích vũ trang chưa xác định được. Sĩ Diễm à, đó là thuộc hạ của siêu nhân Điện Quang sao? Không rõ nữa. Ngoại hình và vũ khí của họ đều có sự khác biệt rất là lớn với các tổ chức khủng bố trước kia. Trình độ tân tiến trong trang bị vũ khí của họ vượt xa chúng ta. Vậy nên thỉnh cầu tổng bộ giao quyền sử dụng vũ khí siêu thông minh. Hỏng rồi, tín hiệu quá yếu. Sĩ Diễm à, tín hiệu chỗ anh bị nhiễu rất là nặng. Xin đổi địa điểm, thử kết nối lại đi. Càn Thiết Phi Long, chúng ta lại gặp nhau rồi. Một tên tội phạm từng bị các người đuổi đến không còn đường để mà trốn. Tiểu Tinh, tôi không sao đâu. Quả pháo mạnh quá, chúng ta chỉ có thể tạm thời phòng thủ thôi. Nhiều năm không gặp, các người hình như không tiến bộ gì cả. Sĩ Diễm à, Quả Thần, anh là tên tội phạm trốn thoát từ trong tay chúng tôi, lẫn trốn nhiều năm như vậy, lại trở thành trợ thủ cho siêu nhân Điện Quang. Lần này anh không trốn thoát được đâu. Lần này người dự định bỏ chạy, nên là các người mới đúng đó. Cuộc chiến tiếp theo đây, tôi đoán các người không chịu nổi quá 30 giây. Muốn chạy sao? Pháo cuồng phủ bạo liệt. Khởi động hệ thống phòng ngự. Vũ khí hiện tại của chúng ta quá yếu. Nếu không thể nhận được quyền sử dụng vũ khí thông minh từ tổng bộ, chắc chắn đánh không lại họ đâu. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm tinh thạch sáng thế, không phải ở đây chiến đấu với Quả Thần. Đúng vậy đó, đừng để tên ngốc đó làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta. Anh ta muốn báo thù, chúng ta không thể bị anh ta quấy nhiễu được. Tiểu Tinh gọi tổng bộ. Tiểu Tinh gọi tổng bộ. Chỗ này còn nóng hơn quả diệm sơn nữa đó. Mai mà mạng lớn. Càn Thiết Phi Long, nghe rõ trả lời. Nghe rõ trả lời. Căn cứ địa, tôi là Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, đây là Cục An ninh Thế giới. Tín hiệu cho anh không có tốt, xin hãy đổi vị trí đi. Đổi vị trí hả? Đổi kiểu gì đây? Đúng là nói thì dễ hơn làm mà. Bây giờ tín hiệu tốt hơn rồi đó, xin giữ vững vị trí nha. Chúng tôi bắt đầu thăng cấp vũ khí thông minh cho cậu đây. Nhanh lên đi nào. Vị trí này làm tôi đau lắm rồi đó. Chỗ này quả nhiên là căn cứ địa của siêu nhân Điện Quang. Nhiệm vụ quan trọng, nhanh chóng đi tìm vị trí của tinh thạch sáng thế. Một tổ chức lớn như vậy đang hoạt động, vậy mà lại có thể vượt mặt Cục An ninh Thế giới mà tồn tại sao? Chỗ này thông thẳng đến trung tâm của trái đất. Nhất định là thu thập một loại vật chất năng lượng nào đó. Chính là loại năng lượng mạnh đến mức đủ để hủy tinh thạch sáng thế. Nếu không đoán nhầm, Các người biết quá nhiều rồi đó. Nguy hiểm. Maggie. Tăng tốc đã vượt quá mức an toàn. Khởi động hệ thống bậc cao. Bên dưới này thì ra là làm phòng điều khiển của kẻ địch. Trực giác cho mình biết bên trong đây chắc chắn có dữ liệu rất là quan trọng. Mình phải lấy được tài liệu. Ảo giác sao? Ai đó? Tuyệt đối không thể để cô ta trộm lấy tài liệu. Lâu rồi không gặp, Maggie. Thân thủ của cô vẫn nhanh nhẹn như vậy sao? Đáng tiếc, đến nhầm chỗ rồi. Tôi cũng sẽ giết cô như là trước kia đã giết mẹ của cô. Trực giác cho tôi biết hôm nay ông nhất định là phải chết. Vậy sao? Quả thần nói tìm thấy các người thì giết, không có cần hỏi. Có muốn thử vũ khí mới sau khi được thăng cấp của tôi không hả? Muốn chết mà. Chuyện bất ngờ còn ở phía trước. Vũ khí thông minh. Chính nghĩa song tuyệt côn. Đánh xong rồi. Dọn dẹp. Tiểu Tinh à, kiểu qua tay múa chân đó của cậu hình như không ổn lắm đâu. Chuyện này thì tôi ít đọc sách. Anh đừng có lừa tôi. Mấy chuyện chân tay này vẫn nên giao cho tôi thì hơn. Thôi được rồi. Đây là quyền thăng cấp vũ khí thông minh mà tổng bộ vừa gửi đến đó. Cố. Đến lượt chúng ta thăng cấp rồi. Tối diễm kích. Tối diễm kích. Hùng Bảo Duy. Hùng Bảo Duy. Anh đối xử với khách của chúng ta thô bạo quá rồi đó. Bạo Phong, sao cô lại đến đây? Anh lãng phí quá nhiều thời gian. Chẳng lẽ anh quên mệnh lệnh của siêu nhân Điện Quang rồi sao? Một khi hoàn thành kết thành tinh thể, lập tức cho nổ tầng 1 của căn cứ. Chủ mưu phía sau quả nhiên là siêu nhân Điện Quang. Không đâu, tôi phải đích thân Quỷ Diệt, Càn Thiết Phi Long. Dữ liệu tinh quá ở đây không thể để người ngoài có được. Đã xác nhận. Cô muốn làm gì vậy, Bạo Phong? Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tinh thạch, không để người ngoài biết được bí mật của tinh thạch. Anh muốn chống lại lệnh của siêu nhân Điện Quang sao? Đừng quên, mấy năm nay siêu nhân Điện Quang đã giúp anh thế nào đó. Khởi động hệ thống tự hủy. Xin hãy mau chóng di tản trong 15 phút. Siêu nhân Điện Quang bảo toàn bộ chúng ta rút lui, bao gồm Càn Thiết Phi Long. Lòng dạ mềm yếu, đừng có gấp. Tôi biết anh không cam tâm. Tôi cũng chưa chơi đủ đâu. Đi, xem ra họ muốn hủy căn cứ địa. Hủy chứng cứ đi. Càn Thiết Phi Long, biểu hiện của các người thật khiến cho tôi thất vọng. Còn 30 phút nữa căn cứ địa sẽ bị hủy. Có điều, các người vẫn còn một cơ hội trốn chạy cuối cùng. Có muốn chơi một trò chơi giải cứu và thoát chết hay không hả? gợi ý hữu nghị. Maggie và cửa thoát hiểm ở cùng một nơi. Chỉ không biết là các người có bản lĩnh tìm ra cô ấy hay không. Thời gian của trò chơi là 30 phút, bắt đầu từ bây giờ. Căn cứ địa này lớn như vậy, làm sao tìm thấy cô ấy đây? Không thể từ bỏ được. Càn Thiết Phi Long, không thể thiếu một ai. Sĩ Diễm. Cứ vậy mà nhảy xuống thật sự không sao đó chứ. Maggie không sao, Sĩ Diễm có lẽ cũng không sao. Vậy chúng ta có nhảy hay không đây? Quả nhiên bên dưới còn có bí mật khác. Vẫn dám quay lại sao? Không quay lại thì làm sao bắt anh về chứ? Chỉ dựa vào mình cậu sao hả? Có diễm kích. Đổi vũ khí mới à? Để xem lần này cậu kiên trì được mấy giây đây. Giây. Còn muốn tiếp tục hay không hả? Đương nhiên. Năm đó lúc bắt tôi, các người đã cho tôi nếm mùi đau khổ rất là nhiều. Năng lượng không đủ, rút khỏi trạng thái chiến đấu. Bởi vì các người, tôi chịu đủ giày vò. Tôi ép bản thân không ngừng trở nên mạnh hơn. Còn các người lại chẳng tiến bộ chút nào cả. Nhận thua đi, rồi tôi cho các người siêu thoát. Không bao giờ. Tôi muốn cùng chết với anh. Cái gì? Sĩ Diễm à? Maggie. Năng lượng không đủ, rút khỏi trạng thái chiến đấu. Sĩ Diễm à? Đừng mà. Bây giờ đã đến lúc giải quyết triệt để ân oán giữa chúng ta rồi. Đừng mà. À vậy? Rất rõ ràng, phát súng này không phải từ chỗ của tôi. Vừa hay giải quyết luôn thể. Còn bên này nữa. Trái phải đều bị bắn. Xem anh phòng ngự thế nào đây. Lần sau chưa tiếp với các người. Ân oán của chúng ta vẫn chưa hết đâu. Cói diễm kích. Trạng thái phi chiến đấu, không cách nào bắn. Nhanh lên. Đó có lẽ là cửa thoát hiểm mà Bạo Phong nói. Khởi động hệ thống cường lực. Vĩnh biệt Càn Thiết Phi Long. Đây là thang máy thoát hiểm cuối cùng. Trực giác cho tôi biết chỗ này mà nổ sẽ dẫn đến núi lửa phun trào. Và chúng ta đang ở bên dưới của núi lửa. Xem ra quẻ bói của Hai T cũng chuẩn đó. Chúng ta đều phải chết ở đây. Xác suất chúng ta thoát được khỏi đây dường như là bằng không rồi. Dường như. Tiểu Tinh à, nếu cậu chơi game mà không qua được cửa thì phải làm sao? Không thể nào. Cùng lắm là treo máy thôi. Chính xác. Đó chính là chỗ treo máy của chúng ta. Quả nhiên, không hổ là sự kết hợp thông minh giữa tôi và Tham Lam. Lợi dụng chiếc lồng của Maggie bị nhốt, lại trang bị thêm một lượng thuốc nổ vừa đủ. Lợi dụng dung nham để kích hoạt thuốc nổ, cuối cùng ở trong một không gian bị bịt kín, khiến chúng ta như một quả pháo mà xông ra ngoài. Hy vọng là lúc treo máy không bị lỗi. Nham thạch đang dâng lên rồi, chúng ta đi thôi. Đó là phòng điều khiển của họ hay sao? Được rồi, mọi người đi trước đi. Sĩ Diễm à, lại muốn làm anh hùng sao? Không vào hang hổ sao bắt được hổ con đây? Phòng điều khiển chắc chắn có dữ liệu quan trọng. Khởi động chế độ bảo vệ. Quá trình tự hủy tiến vào một phút cuối cùng. Là dữ liệu của Sĩ Diễm gửi đến. Đang truyền dữ liệu là bí mật liên quan đến tinh thạch sáng thế. Có lúc manh động sẽ mang đến thu hoạch khiến người ta không ngờ đến. Nhưng mà Sĩ Diễm, giờ làm sao anh thoát được? Quá trình tự hủy tiến vào 10 giây cuối cùng. 10 9 8 7 6. Ma Nham, có nghe thấy không hả? Tôi cần sức mạnh của cậu. 2 1. Ma Nham, đừng để cho cậu ấy bị thương. Báo cáo với tổng bộ tọa độ vị trí của chúng ta. Ship 2T, báo cáo khẩn cấp. Sao vậy? Quần đảo Hawaii xuất hiện núi lửa phun trào bất thường. 2T, không hay rồi. Vừa rồi lúc Sĩ Diễm đang chấp hành nhiệm vụ đã hy sinh rồi. Cái gì? Trước khi hy sinh, Sĩ Diễm đã gửi cho Tiểu Tinh một phần dữ liệu về tinh thể quá năng lượng sáng thế. Chúng ta phải có được những dữ liệu này. Tôi đã thông báo căn cứ địa cử trực thăng đi đến quần đảo Hawaii tiến hành cứu viện. Nói Càn Thiết Phi Long giữ nguyên vị trí, nhất định phải giữ cho dữ liệu an toàn. Không có lệnh của tôi thì bất kỳ ai cũng không được xem những bí mật đó. Cái gì? Bị đầu đạn của Càn Thiết Phi Long khóa. Chuyện này là sao? Quy lực vũ khí của các người cũng được đó chứ. Không ngờ người đến đón các người lại là tôi chứ gì. Báo thù cho Sĩ Diễm. Khởi động vũ khí thông minh. Các người hình như đã lấy đi dữ liệu không thuộc về các người. Giao ra đây. Nó có thể biến thành bùa hộ thân sau này của tôi. Anh bị điên sao? Hùng Bảo Duy đến đây. Đánh chết cậu ta đi. Đó là dữ liệu Sĩ Diễm đánh đổi bằng tính mạng. Trò chơi kết thúc. Còn sớm nữa. Quỳ xuống là nhận thua hay sao? Tôi nổi nóng rồi đó. Vĩnh biệt Càn Thiết Phi Long. Xin lỗi các đồng đội, tôi đến muộn rồi. Cậu còn chưa chết sao? Sĩ Diễm, anh về rồi sao? Để anh ta nếm mùi đại pháo hợp thể chung cực. 10 giây. Thời gian lần này các người nằm xuống sẽ là 10 giây. Lần này sẽ không để anh thoát được đâu. Chính nghĩa song tiệt côn. Hiểm diệu thương. Liệt thiên thư. Hùng Bảo Duy. Tối diễm kích. Vũ khí siêu thông minh. Hệ thống hợp thể. Hùng, liệt thiên, chính nghĩa, hiểm diệu, bắn. Đại pháo hợp thể chung cực. Bắn. Cuồng phủ bạo liệt pháo. Maggie à, thù của mẹ cô, chúng tôi cuối cùng đã có thể báo thai cô rồi. Càn Thiết Phi Long, các người tưởng là hôm nay có thể bắt được tôi hay sao hả? Mơ đi. Bởi vì người chết mãi mãi sẽ không bị bắt đâu. Trước khi nổ, tôi ở phòng điều khiển đã phát hiện bên dưới căn cứ địa còn tầng 2. Có lẽ siêu nhân Điện Quang đang ở đó. Sĩ Diễm, làm sao anh thoát ra được từ vụ nổ đó? Lúc nổ, đột nhiên xuất hiện một quái thú, giúp tôi đỡ phần lớn sức mạnh. Cái gì? Anh nói anh được quái thú cứu hả? Có thể nói là như vậy đó. Vậy cũng thần kỳ quá rồi. Mở cửa ra đi nào. Xem ra giải mật mã rất là đơn giản. Hay là lần sau anh làm thử đi. Mọi người cẩn thận đó. Buông tinh thạch sáng thế ra. Chúng tôi là đội Càn Thiết Phi Long của Cục An ninh Thế giới. Càn Thiết Phi Long, các cô cậu vất vả vô tận chạy đến đây là để ngăn cản tôi giải cứu trái đất hay sao? Giải cứu trái đất? Anh là muốn lợi dụng sức mạnh cực lớn của tinh thạch sáng thế để làm ra vũ khí hủy diệt, uy hiếp đến hòa bình thế giới chứ gì hả? Anh mất tích trước công chúng lâu như vậy chính là để xây dựng nơi này sao? Người trẻ tuổi, sức tưởng tượng của các cô cậu rất là phong phú. Đáng tiếc, đã nghĩ sai rồi. Truy bắt anh là nhiệm vụ lần này của chúng tôi. Chuyện đã vậy thì thề chết cũng phải hoàn thành. Cậu nhóc à, cậu tên là gì? Tôi là Tham Lam, đội viên của Càn Thiết Phi Long, Cục An ninh Thế giới, người bảo vệ chân chính của trái đất. Người bảo vệ của trái đất. Phát súng này là cảnh cáo. Xin anh chú ý thái độ của mình. Những chuyện tôi làm đều là vì có người nhờ vả. Dùng siêu năng lực của tôi để khống chế dao động năng lượng sáng thế. Sau khi tinh thể quá thì sẽ bảo vệ nó. Tinh thạch sáng thế không phải là thứ người trái đất hiện tại có thể khống chế được. Các người có nó chỉ mang lại đại nạn quỷ diệt mà thôi. Vậy nên tôi buộc phải dùng cách của mình để bảo vệ cho nó. Cách của mình? Anh là đang nói xây dựng nên căn cứ địa to lớn mà không để ai biết này sao hả? Hay là nói đến chuyện thu thập nhiều nguyên liệu vô cùng dễ gây chú ý? Hay lại đang nói đến việc nhiều lần muốn chúng tôi đi vào chỗ chết? Đúng vậy, suýt chút nữa tôi đã chết dưới hố dung nham rồi. Ý nghĩa của việc bảo vệ trái đất chính là lúc nào cũng phải chuẩn bị hy sinh. Tôi đã bảo vệ trái đất nhiều năm như vậy rồi. Những người trẻ tuổi của các cô cậu thì hiểu cái gì? Càn Thiết Phi Long có nghe thấy không hả? Càn Thiết Phi Long, thời gian cấp bách. Đừng dây dưa với siêu nhân Điện Quang nữa. Mọi chứng cứ đều chỉ ra siêu nhân Điện Quang. Mà bắt siêu nhân Điện Quang đi. Cướp tinh thạch về. Rõ. Siêu nhân Điện Quang, có lẽ anh từng là anh hùng của nhân loại, nhưng mà bây giờ sự tồn tại của anh đã trở thành mối nguy hại nghiêm trọng cho sự an toàn của nhân loại. Ý của các cô cậu là Càn Thiết Phi Long chúng tôi bây giờ phải bắt anh. Nếu tôi thực sự muốn hại các cô cậu thì các cô cậu còn sống được đến giờ hay sao? Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Anh muốn phản kháng hay sao? Tôi lặp lại lần nữa, mọi chuyện tôi làm là để bảo vệ trái đất an toàn. Trái đất nhất định phải do loài người chúng tôi dùng hai tay mình mà bảo vệ, chứ không phải người ngoài hành tinh như anh đâu. Ý nghĩa của vũ lực không phải là phá hoại, mà là vì ước mơ bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Chiến sĩ Bạo Phong. Có. Tôi không thích cuộc chiến không có ý nghĩa, nhưng mà chuyện đã hứa thì buộc phải làm được. Đã hiểu rồi chứ, Bạo Phong? Dân. Các người tưởng nơi đó là điểm yếu của tôi hay sao? Ngu xuẩn! Để các người thất vọng rồi. Áo giáp của tôi không gì xuyên thủng được đâu. Màu chống hợp thể vũ khí, tối diễm kích. Tín hiệu của họ sao lại yếu như vậy? Khởi động thuật toán tăng cường đi. Liên lạc được rồi. Càn Thiết Phi Long, nghe thấy không hả? Nghe rõ trả lời. Nghe rõ trả lời. Tham Lam, nhiệm vụ của các anh tiến hành thế nào rồi? Cần giúp đỡ không? Chúng tôi phát hiện ra nơi ẩn mình của siêu nhân Điện Quang. Bây giờ đang toàn lực bắt giữ. Nhưng mà đối phương quá lợi hại. Chẳng lẽ là tiêu tùng hết rồi sao? Không đâu. Hình như siêu nhân Điện Quang đã mất siêu năng lực. Chỉ có thể dựa vào thuộc hạ bảo vệ cho mình thôi. Vậy mau truyền hình ảnh về cho tôi đi. Khởi động chế độ tự chữa trị. Chiến giáp kim loại biến hình Raime cực lớn. Là sao? Chiến giáp Raime là áo giáp chiến đấu cấp cao nhất của Cục An ninh Thế giới. Muốn khiến nó lớn thế này, buộc phải dùng siêu năng lực của siêu nhân Điện Quang mới được. Người trái đất bình thường tuyệt đối không làm được đâu. Tình thế cấp bách, lập tức giúp tôi thăng cấp lên chiến giáp Raime. Tôi có lòng tin có thể biến lớn được. Cái gì? Thiếu mất Tham Lam. Quy lực vũ khí hợp thể của chúng ta không đủ. Quả tiễn nữ thần bi kịch. Nếu nhân loại không học được lắng nghe và khoan dung, vậy thì chiến đấu sẽ không kết thúc. Càng là người ở trên cao, lại càng dễ phạm sai lầm không thể cứu vãn. To gan! Chỉ với chút bản lĩnh như vậy mà muốn bảo vệ trái đất sao? Càn Thiết Phi Long, khởi động chiến giáp Raime. Cái gì? Tham Lam vậy mà lại có năng lực biến lớn chiến giáp hả? Anh mà cũng có năng lực biến lớn chiến giáp sao? Rốt cuộc anh là ai? Chuyện này rất khó hay sao hả? Đây không phải là năng lực mà người thường sẽ có đâu. Vậy thì sao cô lại có được năng lực này? Siêu nhân Điện Quang, bên anh đã mất khống chế. Xin hãy mang theo tinh thạch sáng thế, mau chóng đến địa điểm hẹn để gặp tôi. Tôi sẽ giúp anh mang tinh thạch chuyển đến nước ánh sáng. Được. Tiến sĩ Chay, siêu nhân Điện Quang muốn trốn. Chúng tôi cần phương tiện siêu thông minh chi viện. Được. Khởi động phương tiện thông minh. Bạo Phong à, chỗ này giao cho cô. Xử lý bên này xong thì đến gặp tôi. Bảo vệ mình cho tốt đó. Rõ. Đối thủ của cô là tôi. Năng lượng vô tận đại diện cho huy hoàng và quyền lợi vô hạn. Siêu nhân Điện Quang, người thay thế anh sẽ nhanh chóng xuất hiện mà thôi. 20 năm trước, tôi từng giúp Hai T thực hiện thí nghiệm cấy ghép gen từ một đoạn gen trên người của siêu nhân Điện Quang. Tôi vẫn luôn cho rằng thí nghiệm đã thất bại. Cho đến vừa rồi, tôi lén xâm nhập vào kho dữ liệu tuyệt mật của Cục An ninh Thế giới, mới phát hiện thì ra lúc đó có hai tế bào tồn tại được. Một là tham lam, còn người còn lại chính là bạo phong. Họ có thể biến lớn cơ giáp chính bởi vì trong người họ có gen của siêu nhân Điện Quang. Đúng vậy, tiến sĩ Chay, ông đã xâm nhập vào kho dữ liệu tuyệt mật của Cục An ninh Thế giới. Ông đã bị bắt. Cậu nói cái gì? Tôi bị bắt hả? Xin lỗi, đây là lệnh của Tổng trưởng Hi Tê. Bất cứ ai xâm nhập vào kho dữ liệu tuyệt mật của Cục An ninh Thế giới đều bị bắt. Tiểu Tuyết, cô cũng đi với chúng tôi đi. Vâng ạ. Đằng sau các người chắc chắn là có âm mưu khác. Truyền tin hoàn tất. Lần này anh không có thoát được đâu. Các cô cậu vẫn chưa hiểu tình huống hay sao? Xem ra chúng ta lại vào tròng của siêu nhân Điện Quang rồi. Những chiến giáp thông minh này không phải là trang bị vũ khí của Cục An ninh Thế giới hay sao? Là ai đã cử chúng đến đây? Sức chiến đấu của chúng ta cũng tệ quá rồi. Dẫn dụ họ đi trước đi. Tìm chiến cơ trong lúc di chuyển. Mai mà tôi đến kịp. Tinh thạch không sao đó chứ hả? Súng của cô vẫn chưa đủ nhanh đâu. Nhưng mà súng của anh cũng không có đủ mạnh. Tôi không có thói quen ra tay tàn ác với lại phái nữ. Nhân từ với kẻ địch trong chiến đấu cũng chính là tàn nhẫn với bản thân. Hôm nay tôi sẽ dạy anh một bài học. Đạn tán qua truy tông. Hỏng rồi, Tiểu Tuyết và tiến sĩ Chay bị bắt rồi. Sao mà vậy được, khó tin quá. Dự cảm của tôi thành thật rồi. Nhiệm vụ lần này quả nhiên không đơn giản như vậy. Nhiệm vụ lần này đúng là không thành công cũng thành nhân, thành người của kẻ địch đó. Quỹ tích đầu đạn của cô đều nằm trong tính toán của tôi. Vậy sao? Vì vậy cô lại giúp siêu nhân Điện Quang. Dựa vào bản lĩnh của cô, rõ ràng có thể làm nhiều chuyện ý nghĩa hơn. Giúp đỡ siêu nhân Điện Quang chính là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của tôi. Nhiều năm nay, siêu nhân Điện Quang luôn dùng cách của mình để bảo vệ trái đất. Nói vậy, tuy rằng hành vi của anh ấy không được những người trái đất các anh thấu hiểu. Các người chỉ đang tìm cớ cho giả tâm của mình mà thôi. Bảo vệ trái đất là lời hứa của Càn Thiết Phi Long của Cục An ninh Thế giới. Chuyện đã hứa thì tôi nhất định sẽ làm được. Cảnh báo axit vừa quá mức cho phép. Anh ghét siêu nhân Điện Quang như vậy, nhưng nói chuyện lại giống hệt anh ấy. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng diệt trừ chúng, bằng không siêu nhân Điện Quang sẽ chạy mất. Chúng ta chia làm hai đường. Được. Nào, tông tôi đi. Đúng là thông minh hết biết đó. Tới anh rồi, Thiết Quyền. Hùng Bảo Duy. Tiểu Tinh à, cậu có chiêu trò gì không hả? Để tôi xem thử nào. Đá. Anh nhìn thấy khói đá to kia không hả? Chút nữa tôi ở dưới chuẩn bị. Anh ra tay ở phía trên. Đã rõ. Đừng mà. Tôi đã bảo quả thần tiêu hủy chứng cứ trong tay của Càn Thiết Phi Long. Càn Thiết Phi Long cũng sẽ nhanh chóng bị bắt mà thôi. Người đời sẽ không biết mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Còn người biết càng nhiều lại càng nguy hiểm. Cũng giống như quê nhà của tôi vậy. Đối với mọi người mà nói, họ đều có mong muốn quên đi quá khứ. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng mà tương lai thì có thể. Tương lai của nhân loại và trái đất e rằng chỉ tới đây mà thôi. Cẩn thận. Năng lượng của tinh thạch sáng thế rất lớn. Năng lực hiện tại của nhân loại vẫn không thể khống chế được nó. Năng lực trong cơ thể tôi có thể khống chế nó trong thời gian ngắn. Một khi vượt qua 36 giờ đồng hồ. Tôi biết. Vậy nên tôi có cách tốt hơn. Anh xem nè. Cái gì? Anh càng là người đứng ở trên cao, lại càng dễ phạm sai lầm không thể cứu vãn được. Thì ra anh mời tôi trở về trái đất, giải cứu nhân loại, giúp tôi xây dựng căn cứ địa, chính là vì muốn độc chiếm tinh thạch sáng thế. Đây đều là âm mưu của anh đó chứ. Cảm ơn anh, siêu nhân Điện Quang. Cảm ơn anh đã giúp tôi tinh thể hóa năng lượng sáng thế. Bây giờ lại còn đích thân đến đưa cho tôi nữa. Có được năng lượng quỷ diệt trời đất của tinh thạch sáng thế thì cả trái đất, cả vũ trụ này ai dám không nghe lệnh của tôi. Có tôi ở đây thì anh không thể đắc ý được đâu. Một siêu nhân Điện Quang đã mất đi siêu năng lực. Một siêu nhân Điện Quang thân bại danh liệt thì còn có thể thay đổi cái gì? Ngay đến chuyện đời sau của gen của mình đang chiến đấu sống chết cũng không ngăn cản được kìa. Xem chúng cốt nhục tương tàn như thế nào đi. Gen đời sau. Dựa vào đâu anh cho rằng siêu nhân Điện Quang hiện tại là ma quỷ mà không phải là anh hùng? Nếu trong lòng anh ta không có việc khuất tất thì sao không chịu giao tinh thạch sáng thế ra? Anh ta chính là muốn khống chế tinh thạch để uy hiếp toàn nhân loại. Không được sỉ nhục anh ấy. Nói sự thật không tính là sỉ nhục. Anh có biết tình cảm của anh ấy dành cho trái đất hay không hả? Xin lỗi, tôi không cách nào hiểu được dã tâm của anh ta. Siêu nhân Điện Quang vì cứu trái đất của các người mà đã hy sinh toàn bộ siêu năng lực của mình. Cô thấy tôi sẽ tin hay sao? Không ngờ anh cũng giống như người khác mà thôi. Không nói lý lẽ, tự cao tự đại. Hôm nay tôi sẽ dùng quả tiễn nữ thần bi kịch dạy dỗ một tên không biết phân biệt trắng đen như anh. Năng lượng không đủ, hủy bỏ biến hình kim loại. Cho dù cô đánh bại tôi cũng không cách nào thay đổi cách nhìn của tôi về siêu nhân Điện Quang. Một người nằm gục trên nền đất như anh sao có tư cách bình luận về một vị thần ở trên cao chứ? Có lý. Vậy tôi sẽ để cho cô bước khỏi bệ thần. Súng của anh và cách nhìn của anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi thấy là chưa chắc đâu. Chưa chắc. Vốn dĩ tôi rất muốn bắn chết cái tên tự cho mình là đúng như anh. Không, Bạo Phong. Nhưng tôi lại đột nhiên hiểu rõ một chuyện. Chúng ta có thể biến lớn chiến giáp. là bởi vì trong cơ thể của chúng ta đều có một phần gen của siêu nhân điện quang. Từ ý nghĩa này mà nói, chúng ta cũng giống như là anh em cùng gen. Cái gì? Mau tránh ra! Không! Không! Xin lỗi. Có cách nào để cứu cô không? Quá muộn rồi. Tính ăn mòn của axit có thể ăn mòn cơ thể và chiến giáp của tôi. Gen của chúng ta thật sự đến từ siêu nhân điện quang hay sao hả? Đúng vậy. Tôi cảm nhận được chúng ta có cùng ký ức phôi thai, vậy nên không muốn nhìn thấy anh chết trong căn cứ địa. Vậy nên cô cố ý để cho Maggie ở cửa thoát hiểm dẫn đường cho chúng tôi chạy. Đúng. Chúng ta không phải là người xa lạ, mà là người thân lâu ngày gặp lại. Đáng tiếc, tôi quá háo thắng. Xin lỗi. Siêu nhân điện quang cho tôi biết anh ấy đến trái đất là vì anh ấy có tình cảm đặc biệt với trái đất. Tôi là sự kết nối tình cảm của anh ấy và trái đất. Nhưng mà đáng tiếc, tôi không còn có thể tiếp nối được nữa. Nhưng mà cũng may còn có anh. Sợi dây liên kết của anh ấy và trái đất sẽ không đứt. Tôi xin anh hãy tin tôi, cũng xin anh tin siêu nhân điện quang. Em gái à? Con à? Lần này ta thực sự đã sai rồi. Mọi chuyện phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Căn cứ địa của siêu nhân điện quang không thể thoát khỏi sự giám sát của Cục An ninh Thế giới mà tồn tại được. Tán đồng. Dựa vào trực giác của tôi, Cục An ninh Thế giới có người của siêu nhân điện quang, hơn nữa còn là cấp cao. Cấp cao, mọi người nghi ngờ ai? Vì sao lại giúp siêu nhân điện quang? Mục đích của người đó là gì? Có lẽ là siêu nhân điện quang chỉ là một con cờ. E rằng chúng ta cũng chỉ là con cờ trong âm mưu này mà thôi. Cô nói là chúng ta bị lợi dụng hay sao? Đằng sau các người là gì vậy? Đây là trứng gì vậy? Tôi chỉ hy vọng bây giờ chúng ta không phải là vật hy sinh thôi. Mau chạy đi, họ muốn giết người diệt khẩu đó. Cô cậu, mau lên đây, dưới đó nguy hiểm lắm đó. Đứng yên nào. Tuy rằng anh đã cứu chúng tôi, nhưng vẫn phải giao ra tinh thạch sáng thế. Trái đất nhất định phải loài người chúng tôi dùng chính đôi tay mình bảo vệ. Đáng tiếc, đã muộn một bước rồi. Anh nói cái gì? Tinh thạch sáng thế đã bị lãnh đạo của các cô cậu Hai T đã lấy đi rồi. Nói bậy, sao có thể như vậy được? Tin cũng được, không tin cũng được. Sai lầm của tôi, tự tôi sẽ cứu vãn. Năng lượng của tinh thạch sáng thế vừa to lớn vừa nguy hiểm. Tôi đã hy sinh siêu năng lực của mình, đã tạm thời phong ấn nó, nhưng cũng không thể trì hoãn lâu dài được đâu. Dựa vào đâu chúng tôi phải tin anh? Các cô cậu có thể không tin tôi, nhưng sai lầm tôi đã phạm nhất định phải do chính tôi bù đắp. Không, siêu nhân Điện Quang, tôi tin anh. Mọi người bỏ súng xuống đi. Chúng ta hiểu lầm siêu nhân Điện Quang rồi. Mọi người bỏ súng xuống đi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn các cô cậu đã tin tưởng. Tinh thạch sáng thế sau 36 giờ nữa sẽ bạo phát. Đến lúc đó thì không ai có thể ngăn cản được trái đất bị hủy diệt. Cẩn thận đó. Anh đã mất đi siêu năng lực rồi. Rơi xuống dưới sẽ thịt nát xương tan. Nếu có thể cứu vãn sai lầm, tôi bằng lòng trả mọi giá. Đừng mà. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Cho dù tôi quá thành ngôi sao vũ trụ, cũng mãi mãi là người bảo vệ trái đất. Tham Lam à, cậu và Bạo Phong mãi mãi là sợi dây tình cảm của tôi và trái đất. Càn Thiết Phi Long, xin các cô cậu hãy tin tôi. Chuyện tôi đã hứa thì tôi nhất định sẽ làm được.